Hello, xin chào anh em nha. Chào anh em đã quay lại kênh cá bảy màu của mình. Nhưng mà hôm nay mình không đăng bảy màu, mình đăng beta nha anh chị em. Chứ mà anh chị em là cái con này là beta hắc môn nha anh chị em. Hắc môn là cái đuôi nó này thấy nó rất là to ha. Bình thường hình như là anh em gọi là cá ly phướng vậy anh em, biết phải không nha. Lúc hồi nhỏ mình chơi là gọi mấy con này gọi là cá phướng á. Tại vì cái đuôi nó rất là to anh em ơi. Cái bay đuôi, bay chơi, bay đuôi, bay chơi, bay chứ nó rất là to luôn ha. Đó. Cái con nào đang show anh chị em là cái con màu xanh nha anh chị em, là con bên ngoài ha. Cái con màu đỏ bên trong mà mình để là con cá kè anh chị em, để cho kè cho nó sung ha. Đó anh em thấy ha, con cá thì nó rất là bự luôn anh chị em, nó bự là vỏ có phần đuôi anh chị em, đuôi rất là to luôn ha. Thì anh em nuôi nó, cái size này còn tơ mà anh em nuôi nữa thì nó còn bự nữa nha anh em. Đó anh em thấy như con này là con số khác ha, con nãy màu xanh, con này lấy con khác nè. Cái này con này nó có hai cái tê bơi màu hơi to to tí anh em, như rễ là Dumbo anh chị em đó. Cái ghi dưới đó là màu đỏ ha, màu xanh ha. Thì hiện tại cái dòng beta đó anh chị em, mình có một số màu anh chị em ơi, màu xanh này nè, màu xanh như là màu xanh có đỏ này ha, và màu vàng nè, màu đen, màu đỏ, đó có bốn màu gì anh chị em ơi, tầm bốn màu gì nè. Cho nên cá nói chung là nó đa phần thì giống nhau hết trơn ha. Và mình để giá anh chị em là 40k một con. Nhưng mà anh em lấy combo nha, combo 5 con đi là 150k, là tương đương 30k một con anh chị em đó. Thì tại vì mình lấy cái mấy con beta này là mình bán, mình lấy của ông anh mình về mình bán lại cho anh chị em á, bán lợi cho anh chị em nhà bán mình, nói chung là bán lợi ít hơn anh chị em, không có lợi nhiều ha, con lợi tầm 10.000 hơn hay là 10.000 hơn nữa ha. Đó tại vì beta thì nó rất là khỏe, cho bò anh chị em gửi tới Hà Nội, gửi toàn quốc cho anh chị em luôn đều được nha. Thì mình ở Cần Thơ nha anh chị em, mình ở Cần Thơ nha, mình ở miền Tây á, gửi đến Hà Nội á, thì tầm ngoài Bắc á, thì tầm 4 hôm anh chị em, 4 hôm ha. Đà Nẵng thì tầm 3 hôm ha. Đó thì cá thì gửi anh chị em là bảo hành 100% cho anh chị em ha, gửi tặng nơi cho anh chị em luôn, bảo hành 100%, gửi tặng nhà anh chị em luôn. Anh em nhận cá xong rồi đưa tiền nha anh chị em, nhận cá gửi tiền ha. Đó như con này là anh chị em, anh em thấy không, cái con này là có màu đỏ đó anh chị em đó. Thì anh em mà muốn cái tông màu nào thì cứ nói với mình, thì cá đa phần nó giống nhau chứ anh chị em ơi, cho nên mình đặt cái mã số mà thì nó rất là nhiều. Tại vì đợt này mình lên cái lô này á là khoảng tầm 100 con anh chị em, 100 con lẫn nha, nhiều lắm nha anh chị em. Thì anh em cũng tranh thủ đặt đợt cá này nha, cá thì rất là đẹp luôn á, mình quay anh chị em là quay cái màu sắc rất là tươi luôn ha. Thì cá đa phần là phơm sẵn hết trơn rồi, mình bắt về mình bán anh chị em là cá phơm đẹp hết trơn ha. Như cái con này nè là dòng hóc môn màu đỏ là rất là đẹp luôn nè. Thì beta mình không gần gì mấy ha. Anh em muốn mua cái con nào dù cái màu nào thì anh em cứ chụp cái màn hình đi gửi cho mình. Như cái con này là cái tông màu vàng anh chị em, màu vàng mà cái ghiền màu xanh xanh ha, gọi là yellow gì anh chị em không biết ha. Cái con này rất là đẹp nè. Đó. Thì hiện tại cái con này mình có đâu tầm khoảng 4-5 con hết anh chị em ơi. Cái con gì này ha, để anh chị em cứ 40k một con và combo 5 con thì 150k. Anh em bắt 5 con muốn màu nào thì cứ nói với mình, anh là muốn bắt 5 con 5 cái màu khác nhau thì cứ nhắn cho mình ha. Thì cái giá thì chỉ tương đương là 30k một con anh em ơi, chung là bắt cho anh chị em cá cực kỳ rẻ ha. Nhưng mà đánh cái mã số vô nữa thì rất là lâu nên thì rất là nhiều cá, mỗi lấy 100 con lên 100 cái mã số thì quay mỗi lần quay lại nó kè rất là lâu anh chị em ơi. Mà giá thì cực kỳ rẻ, tại vì giá này bán cho anh em học sinh trên nè, đa phần mấy đứa nhỏ nhỏ đâu phải mấy con này lắm nè. Cá thì quen chị em là bán cực kỳ rẻ chị em mà dễ chơi lắm nha, cá mà đẹp đó nha. Đó tại hôm gần nhiều anh em kêu lấy beta về bán quá trời luôn, cho nên mình lấy beta về mình bán luôn. Chứ thật ra là mình làm chiên á, là chiên cá cái màu anh chị em. Ồ như con này anh em thấy cái đuôi quá đẹp luôn anh em ơi. Đó cái tai bơi cũng kiểu nó có màu anh chị em, nhìn đẹp ha, tai bơi mà bự xíu đó. Đó thì con một bán đồng giá luôn mà, một con chỉ 40k và combo 5 con là 150k. Quên anh chị em ơi, phí ship nha anh chị em, phí ship á là 30k đó nha anh chị em. Đó và cái đơn hàng từ 150k trở lên mình mới ship cho anh chị em được nha. Anh em muốn bắt chèn cá bảy màu thêm á thì cứ vô kênh của mình rồi lướt những video cá bảy màu á, mình cứ chọn cá bảy màu mình gửi thêm ha. Và phí ship á là 30k đó, là 30k là đã bao gồm phí ship á nha, chưa bao gồm cái thùng xốp nè, rồi đóng gói bọc bị nè, rồi mình đem đi gửi á, cái đó là mình hỗ trợ thêm cho anh chị em nha anh chị em, là anh em không tốn tiền gì nữa cả nha, chỉ tốn tiền phí ship á là 30k thôi, rồi tiền hồng shop, rồi tiền đóng gói bột bị, rồi tiền xăng cộ mình chạy gửi anh chị em là mình hỗ trợ anh chị em thêm nha. Đó cho nên anh em mua cá mình thì cứ yên tâm nha, cực kỳ lời cho anh chị em luôn, cực kỳ hời luôn ha anh chị em. Đó thì cá thì bảo hành cho em 100% luôn ha, anh em nhận cá thì gửi tiền nha anh chị em. Thì mấy con beta này cực kỳ khỏe nha em ơi, mình gửi cái Hà Nội có hôm kia 4-5 hôm tới rồi, nhưng mà anh khách có việc bận đi không có nhà, cho nên tầm đâu 6 hôm luôn vẫn cá vẫn khỏe bình thường nha. Tại vì mấy con beta này cực kỳ khỏe anh chị em ơi. Đó mình đóng cái thùng xốp á, thì thùng xốp á là nó cách nhiệt anh chị em, cho nên cá bình thường không vấn đề gì cả nha. Thì
hiện tại thì cá thì gửi đi xa tàu quắc thì chuyện quá bình thường ha. Nhiều anh em mà đó giờ không nuôi cá cho nên cũng sợ ha, thì vấn đề đó thì anh em yên tâm ha, mình đóng gói bảo hành trên cho em nên cho em không có gì phải lo sợ cả. Những cái con này có cái tông màu gì ra, màu xanh đen nè chị em ơi, nó trùng với cái nồi mà hồ sơ luôn cho nên mình quay anh em thấy không rõ ha. Nhưng mà những con cá này đa phần mình thấy anh em có cái hồ kính á, anh em chơi cái hồ kính rất là đẹp luôn nè, tại vì cái đuôi nó rất là to luôn chị em. Anh em kiểu như là nhà anh em có cái hồ nhỏ nên em cứ nuôi một con gì thôi ha, à, một con hai con gì tùy anh em à, để ý thì nó kè rất là đẹp luôn chị em ơi. À, hiện tại có cái tông màu, nhưng mà tông màu này nè, anh em muốn bắt cái tông màu nào nhắn cho mình, không là bắt đại anh chị, bắt đại màu này màu kia thôi, tại vì con này mình thấy đa phần là anh em nuôi kiển á, nuôi kiển ha, thì nuôi nhà rất là đẹp luôn. Cái màu đỏ này mình cũng khá là nhiều anh chị, màu đỏ này mình tầm mười mấy 20 con màu đỏ này nè ha, đó thì cứ 30k một con à, cá 30k một con mà đẹp không gì thì quá là rẻ. Anh em mua nuôi những cái khác nhiều khi những con gì lên đến hàng trăm ngàn hơn là trăm ngàn hơn anh chị ha, thì anh em cũng yêu quý mình thì ủng hộ mình ha anh chị, chứ là bán cho anh chị em cũng không có lợi dư cá anh chị, nó lấy tiền thức ăn tiền điện nước oxy là thôi chị mày. Đó thì beta bán thêm nè, tại beta thì nó rất là dễ nuôi anh chị em ơi, mình cứ để hộ phơm đại vậy thôi, để hôm nào rảnh thì mình quay những cái chỗ mình nuôi beta anh chị em xem, nó rất là đã luôn chị em. Beta mình cứ để một hồ một con, một hồ một con, cái ly nhỏ nhỏ đó, đó rồi mỗi lần cho ăn rất là dễ ha. Cái con này thì có cái tông màu xanh nè anh chị em, cũng khá là đẹp nha anh chị em. Đó anh em thấy con này cái đuôi rất đẹp nha em ơi, con này đuôi to này ha, đó 30k một con anh chị em ơi. Và combo 5 con á, 5 con mới là 30k một con nha, là combo 5 con là 150k, lẻ thì 40k một con. Nhưng mà cái đơn hàng á là từ 150k mình gửi mới được nha. Anh em muốn bắt cái màu chèn thêm thì cứ nhắn cho mình. Cái màu thì còn rất là nhiều nha anh chị em. Anh em muốn mua cái màu thì cứ kéo xuống phần trang cá nhân cái phần YouTube mình á, coi những video mà cái màu thì anh em mua cứ đặt thì nhắn tin qua số điện thoại Zalo mình ha. Anh em nào đặt thì số điện thoại Zalo để có phải màn hình anh chị em. Anh em nhắn cấp bạn Zalo và muốn mua beta thì cứ nhắn cho mình. Rẻ mà bán cái kỳ rẻ anh chị em à, rồi hỏi xã không mới cá beta này thì lên beta rẻ rẻ mà. Đó, anh em ủng hộ rất là nhiều luôn anh chị em ơi. Đó, chỉ 30k một con thôi, cực kỳ rẻ luôn, bán dễ chơi lắm. Thì nhanh thì còn, thì chậm thì cũng còn luôn nha anh chị em. Đó, cái màu xanh nha. Mình quay thiếu ánh sáng anh chị em ơi, cái hồ mình quay kiểu là nó không đủ ánh sáng, cái màu nó không được đẹp luôn á, ánh sáng nó hay tới tối á, quay mà đủ ánh sáng đẹp cực kỳ nè. Con này rất là đẹp luôn nè. Con này đuôi trên đuôi dưới nó tròn hắc muôn rất là đẹp luôn anh chị em ơi. Cực kỳ đã luôn ha. Mình xin nói lại ha là cá mình ship cho anh chị em là bảo hành 100% luôn nha anh chị em. Nên nhận cá quán này cứ báo cho mình, dù có một con nó chết á, thì mình sẽ gửi, mình sẽ trừ tiền lợi cho anh chị em nè, hoặc là mình sẽ gửi cho anh chị em thôi, anh em yên tâm đi ha. Con này cũng khá là đẹp anh chị em ơi, màu đỏ có cái tông màu xám á, cái tay bên thì cũng kiểu như dumbo anh chị em, tay bên to vậy ha. Thì anh em muốn mua con nào anh em cứ chụp màn hình lại ha, cái màu thì giống nhau, đa phần giống nhau chứ anh em ơi, nhiều màu lắm. Ủa bốn màu bây giờ đó, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu đen đen gì đó, đó thì cứ 30k một con à, cho nên mình bắt đại luôn anh chị em ơi, cá rất là đẹp luôn đó. Như cái con này là tông màu xanh nè anh chị em, có cái tông màu xanh, anh em muốn bắt cái con màu xanh thì cứ chụp màn hình lại đó, mình không đánh mã số nha, tại vì cá rất là rẻ luôn, chỉ có 30k một con mà đánh mã số vô có trăm, mình có trăm con như vậy nè, rồi đánh mã số vô nó giống đều giống nhau chứ anh chị em, đa phần giống nhau hết trơn, rồi mình đánh mã số vô thì rất là lâu lắc luôn anh chị em ơi, quay từ con rồi con, cho nên mình bắt đại một số con quay thì mình quay anh em mình bắt đại không ha, mình bắt đại từ số 1 đến số 10 mấy gì đó, chứ mình không có đếm luôn, không có lựa hết luôn, không phải là con nào đẹp mình mới lựa đâu, bắt đại không, có những con đẹp con xấu thì mình quay đại luôn nha. Rồi anh em xem clip vui vẻ nha anh chị em, anh em mà cần liên hệ số điện thoại Zalo mình ha.